Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với công ty âm thanh ánh sáng Thanh Huy Wonderfield, và hôm nay Hiếu đang có mặt tại Cần Thơ để bàn giao một bộ loa kéo 3 bát về cho anh Ánh ở Cần Thơ nhé mọi người. Và đặc biệt bộ loa kéo ngày hôm nay gia đình anh chỉ chơi gia đình thôi. Đây, mời các bạn vào trong, Hiếu sẽ giới thiệu cấu hình. Bộ loa kéo này là giống như thường lệ luôn nhé mọi người. Đầu tiên sẽ là 2 bát 40 và một bát súp ở giữa 50, có cô 100 từ 220 và hai chép 850. Và dàn máy thì đầu tiên sẽ là một cục đẩy AD4080, một vang số Wonderfield 950 Fruit và một Miro A850. Và bây giờ Hiếu sẽ test bộ âm thanh này cho mọi người cùng nghe chất âm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em thương sao tiếng bạc ngàn.